Một chiếc xe form dáng như Camry đây mà em bán chỉ có 265 triệu thôi các bác nhá. Nissan Tenna, thì chiếc Tenna này nó là phân khúc hạng D cạnh tranh trực tiếp với Camry cùng thời. Chiếc này thì sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Đấy, thương hiệu Nissan là thương hiệu của Nhật rồi. Nhưng mà chiếc này thì là ở bên thị trường Đài Loan nó là rất là ưa chuộng luôn. Động cơ chỉ có 2.0 thôi. Đó, 2.0 tiết kiệm nhiên liệu. Và form dáng của em nó thì cực kỳ là đẹp. Và với cái tầm tiền bây giờ thì nó quá là rẻ, lúc mua mới nó phải tầm tỷ 2, tỷ 3. Nhưng mà bây giờ em nói chỉ còn có khoảng 265 triệu thôi. 265 triệu thôi anh nhá. Thì trước khi vào video chi tiết của chiếc video Tenna này, thì anh chị em nào mà muốn có nhu cầu muốn đổi xe ấy, thì cứ alo cho em, hoặc muốn bán xe thì cứ alo cho em nhé. Về thì em nhận cổ các trao đổi tất cả các mẫu xe có giá từ 100 cho đến 500 triệu. Đấy, chiếc Tenna này thì phần ngoại thất các anh nhá, sơn xi của nó là màu xanh rêu. Xanh rêu rất là đẹp luôn. Đấy, không có vết xước sắc nào cả, đèn đóm là tất cả nguyên bản nhá. Đấy, gân chỉ đây. Form dáng này các bác ạ. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, vành là vành đa chấu nguyên bản theo xe nhé. 4 bánh là phanh đĩa, phanh ABS 4 bánh. Đấy, một dàn lốp Michelin còn khoảng 95%. Tất cả tay khóa này là mạ chrome hết này. Đấy, khung viền kính này đều là inox hết các bác nhá. Đấy, nẹp ở dưới này. Xi nhan thì báo rẽ đi hợp trên gương, xe thì đã được lên màn hình rồi. Đấy, phần đầu xe thì cũng có trang bị này. Ví dụ như mặt ga lăng lưới tản nhiệt này, tất cả là nguyên bản của xe, đều là mạ chrome hết. Đấy, biển 88A61978. Đấy, nhìn nhanh là gọi là 88A16789 quá nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. 265 triệu thôi. Và nội thất của các bác nhá, của nó thì bây giờ em quay cho các bác xem nhá. Xe thì em bao cho các bác là không có tai nạn đâm xô gì cả. Với cái tầm tiền 265 triệu về tránh mưa tránh nắng, đi lại hàng ngày, đi làm, đi cà phê cà pháo, nó quá là hợp lý cho mẫu Nissan này rồi. Bọn này nó là cái dòng nồi đồng cối đá rồi. Nồi đồng cối đá nhá, da da rẻ nguyên bản của xe các bác nhá. Nguyên bản của xe luôn. Các bác nhìn chưa? Đấy, xe có trang bị là chế độ ga tự động này, rảnh tay trên vô lăng, cốp mở điện, bình xăng mở điện này, tắp lô ra là tắp lô ra nguyên bản của xe này. Cái dòng này nó hay bị vỡ tắp, vỡ cái dạng dạng cái này, nhưng mà con này nó còn rất là mới luôn, rất là đẹp. Các bác nhìn chưa, nó là nguyên bản của xe luôn. Đấy, điều hòa ô tự động, hai luồng điều hòa độc lập riêng biệt, đầu CD 6 đĩa đã được lên màn hình rồi. Đấy, số tự động đây. Máy 2.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu của em Nissan Tenna này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 km thôi. Nên anh chị em nào mà quan tâm em Nissan Tenna này thì cứ alo nhé. Tầm tiền cực kỳ hợp lý. Hoặc anh chị nào mà đang có một cái mẫu xe nào đó mà muốn đổi xe, muốn đổi xe thì cứ alo cho bên em, bên em nhận đổi cô các. Đấy. Ok các bác nhé. Bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286, hoặc 0974069996 các bác nhé. Xem xe hả anh? Xem xe đi được không? Được chứ, ở đây bán xe thì phải được xem xe chứ. Đâu em đang quay video ạ. Vâng vâng.